Lại gặp anh chị vào một cái chiều nắng rất là đẹp và gió rất là mát tại một góc kho xe của đại lý Suzuki Đồng Hiệp Long An. Thì đây là những chiếc Suzuki XL7 đang có mặt tại đại lý và đang có một đợt xe nữa chuẩn bị giao về đại lý nữa anh chị. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ gửi đến anh chị mình giá bán, chương trình khuyến mãi và tình hình xe cộ của cái mẫu xe đang rất hot của nhà Suzuki, đó là Suzuki XL7. Rồi chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Suzuki XL7 hiện tại vẫn được bán ra với hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Sport Limited nha anh chị. Ở phiên bản tiêu chuẩn này thì với giá niêm yết là 599.900. Thì trong tháng 5 này thì chương trình khuyến mãi từ nhà máy cũng giống như là những cái tháng trước đó anh chị, nhà máy chỉ hỗ trợ cho mình 10 triệu đồng thôi. Thì cái giá xuất hóa đơn của anh chị mình sẽ là 589.900 cho cái phiên bản tiêu chuẩn này. Và ngoài cái phần khuyến mãi 10 triệu đồng hỗ trợ từ nhà máy đó thì đại lý cũng sẽ có một số cái quà tặng phụ kiện hấp dẫn khác để gửi đến anh chị mình nhằm hỗ trợ anh chị mình được một cái mức giá tốt hơn khi sở hữu cái mẫu xe Suzuki XL7 này. Đó. Và hiện tại thì về tình hình xe thì XL7 phiên bản tiêu chuẩn tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp của em Minh thì tại thời điểm hiện tại vẫn còn đang đủ màu giao ngay đến anh chị mình. Nhưng mà cái màu trắng và màu đen hiện tại đang rất là hạn chế nha anh chị. Và hai cái màu này nếu mà anh chị mình liên hệ sớm thì nó mới có xe. Còn nếu mà trễ một chút xíu thì chắc là bên em cũng bán hết những cái màu đó, tại vì những cái màu đó là những cái màu hot. Còn những cái màu khác ví dụ như là màu xanh khaki nè anh chị, màu cam nè, màu xám, thì những cái màu này thì bên em sẵn xe giao ngay cho anh chị bất kỳ lúc nào. Anh chị mình cứ cần xuống tiền là bên em giao xe, xe sẵn, hồ sơ sẵn nha anh chị. Đó, thì về cái vấn đề xe cộ thì anh chị mình cũng không có cần lo lắng nhiều cho cái phiên bản tiêu chuẩn này. Và còn một phiên bản nữa vừa mới ra mắt của Suzuki XL7 là phiên bản Sport Limited với giá niêm yết là 639.900. Thì ở phiên bản này hiện tại nhà máy họ không có xe giao và dự kiến những cái xe Sport Limited đó sẽ được nhà máy giao về đại lý trong tháng 11. Là do nhà máy họ đang thiếu một cái bộ phận nào đó trên cái phiên bản đó nên là hiện tại chưa có lắp ráp được và giao về cho đại lý anh chị. Thì ở phiên bản Sport Limited thì nhà máy do là không có xe giao nên là họ cũng không có hỗ trợ khuyến mãi, thì khuyến mãi chỉ đến từ đại lý thôi. Thì đại lý cũng sẽ có một cái số quà tặng và phụ kiện để hỗ trợ anh chị mình để mua cái xe đó với một cái giá nó khá là ok nhất. Rồi, về cái tình hình xe của XL7 Sport Limited thì hiện tại hầu như là tất cả các đại lý Suzuki trên toàn quốc đều không có xe sẵn giao ngay cho anh chị mình. Đó, nhưng mà riêng tại Suzuki Đồng Hiệp Long An của em thì nó đang có một chiếc duy nhất tại Việt Nam hiện tại luôn anh chị. Là do như thế nào mà đại lý Suzuki Đồng Hiệp mới có cái xe này? Thì do là bên tụi em khai trương thì nhà máy có giao cho tụi em một chiếc xe để tụi em làm cái sự kiện giới thiệu cái phiên bản Sport Limited này trong cái ngày khai trương. Nên là tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp hiện tại đang tồn kho một chiếc xe duy nhất phiên bản Sport Limited màu xanh khaki. Và xe này là xe sẵn giao ngay, có hồ sơ luôn cho anh chị mình. Đó, nếu anh chị mình ai đang cần có nhu cầu lấy Sport Limited XL7 ngay và luôn thì anh chị mình có thể lấy được cái con màu xanh khaki đó ở bên đại lý em đang có sẵn. Đó, còn tiêu chuẩn thì hầu như là đầy đủ màu giao ngay nếu anh chị mình liên hệ bên em sớm. Còn nếu mà liên hệ trễ thì khả năng là trắng với đen đi anh chị, thì bên em sẽ bán hết tại vì hai cái màu này đang khá là hot và hiện tại thì đang có rất nhiều anh chị mình liên hệ để sở hữu hai cái màu này. Còn những cái màu còn lại thì bên em rất là sẵn để giao cho anh chị. Và chương trình khuyến mãi thì do là nó sẽ có hai cái loại là từ nhà máy và từ đại lý. Đó, và vì tính chất cạnh tranh cũng như là vì cái yêu cầu của nhà máy nên là em không thể công bố lên trên đây cho anh chị mình được. Em chỉ công bố đúng theo cái giá khung mà nhà máy và hãng họ đưa ra thôi. Còn khuyến mãi như thế nào, chi tiết như thế nào thì anh chị mình hãy vui lòng nhấc máy gọi ngay cho em Minh với cái số hotline em để trên góc màn hình này nè. Thì em đảm bảo với anh chị mình thì giá của em luôn luôn rất là tốt cho anh chị mình. Đó. Và ngoài cái giá bán nó mang cái tính cạnh tranh đối với những cái đại lý khác thì bên em nó còn có một cái chính sách hỗ trợ anh chị mình rất tốt về ngân hàng, về bảo hiểm, cũng như là ở đại lý Suzuki Đồng Hiệp bên em sẽ có một cái đội ngũ tư vấn bán hàng được đào tạo rất là bài bản và chuyên sâu, sẽ hỗ trợ anh chị mình về hướng dẫn sử dụng xe, tất cả tính năng trên xe một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất. Cũng như là tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp bên em thì ngoài cái giá bán tốt, ngoài cái hỗ trợ cho khách hàng tốt, thì những khách hàng là những người đầu tiên
sở hữu xe ô tô và anh chị mình là lái mới, anh chị mình mới lấy bằng lái, anh chị mình chưa tự tin để mua xe và lái về nhà, thì tại đại lý của em cũng sẽ hỗ trợ anh chị mình. Sau khi làm hoàn tất tất cả các thủ tục trong ngày bàn giao xe thì bên em sẽ có đội ngũ là sale hoặc tài xế hoặc là chính em luôn sẽ hỗ trợ các anh chị mình bổ túc tay lái trong vòng khoảng 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để anh chị mình có thể yên tâm mà cầm lái chiếc xe đó về tận nhà mình một cách an toàn nhất. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Anh chị có nhu cầu mua xe hãy liên hệ với em Minh ở Suzuki Đồng Hiệp Long An ngay với số hotline trên các màn hình. Em đảm bảo anh chị mình sẽ mua một chiếc xe nhanh nhạy, nó hài lòng và được hỗ trợ tốt nhất có thể. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả các anh chị ở trong video tiếp theo ạ.